Chắc ai cũng biết, mỗi lần nhuộm tóc là mỗi lần tóc của mình bị hư tổn. Vì vậy, dưỡng tóc nhuộm cũng cần được quan tâm như chăm sóc da mặt. Muốn tóc nhuộm bền màu thì các bạn nên hạn chế những thói quen hàng ngày gây hư tổn cho tóc, như là không sử dụng dầu gội dành riêng cho tóc nhuộm hay là để tóc ướt đi ngủ. Ngoài ra, để mái tóc nhuộm bền màu thì các bạn cũng nên dặm lại tóc mới mọc cho màu tóc đều màu, đẹp hơn. Để một mái tóc nhuộm có thể giữ màu nhuộm lâu bền và luôn suôn mượt thì bạn cần biết cách chăm sóc tóc nhuộm đúng cách. Một vài bí quyết chăm sóc tóc đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn có một mái tóc nhuộm bóng mượt và chắc khỏe. Làm sao để tóc nhuộm bền màu, óng mượt? Việc nhuộm tóc sẽ khiến cấu trúc tóc bị hư tổn, dễ khô sơ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế điều trên nếu trước khi nhuộm, bạn chọn loại thuốc nhuộm có thành phần tiên tiến và phù hợp với loại tóc nhuộm của mình. Ngoài ra, trước khi nhuộm thì cần lưu ý những điều sau. 1. Muốn tóc nhuộm bền màu, bạn không nên gội đầu trước khi nhuộm tóc. Bạn không nên gội đầu trước khi nhuộm tóc khoảng 1 cho đến 2 ngày, bởi lớp dầu dưới da do các chân tóc điều tiết sẽ là lớp màng bảo vệ da đầu khỏi các dị ứng và tác động của thuốc nhuộm. Khi nhuộm tóc, bạn cũng nên tránh để thuốc nhuộm tiếp xúc trực tiếp với da đầu. Nếu thuốc nhuộm lỡ dính vào da đầu thì phải rửa sạch bằng nước. Sau khi nhuộm tóc khoảng 2 đến 3 giờ thì bạn mới gội đầu và không sử dụng dầu gội có thành phần tẩy quá mạnh. Tốt nhất là nên sử dụng dầu gội dành riêng cho tóc nhuộm. Bên cạnh đó, bạn nên hong khô bằng quạt hoặc là loại máy sấy lạnh sau khi gội đầu. Bởi nếu sử dụng máy sấy tóc có nhiệt độ cao thì mái tóc nhuộm của bạn sẽ mau chóng xỉn màu. 2. Tránh để tóc nhuộm tiếp xúc với ánh nắng cũng là cách để giữ tóc nhuộm được bền màu. Đối với mái tóc nhuộm, nắng là nguyên nhân khiến màu tóc nhuộm mau phai và tóc trở nên sơ sát. Nếu phải ra nắng sau khi nhuộm tóc thì bạn nên thường xuyên che chắn tóc với nón rộng vành và cột tóc gọn gàng, tránh để tóc sau khi nhuộm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, muối trong nước biển và chất clo trong nước hồ bơi cũng là tác nhân gây hại cho tóc nhuộm. Trước khi đi bơi hoặc là tắm biển thì bạn nên thấm ướt tóc và chải tóc với dầu xả hoặc là dùng mũ bơi để giấu tóc. Bạn cũng nên hấp dầu tóc mỗi tuần một lần. 3. Không làm khô tóc với máy sấy nóng để giữ tóc nhuộm được bền màu lâu hơn. Sau khi gội đầu, bạn nên hong tóc khô bằng quạt hoặc là loại máy sấy lạnh. Tránh làm khô tóc với máy sấy nóng vì độ nóng sẽ làm tóc không kịp thích nghi, đang ướt chuyển sang nóng nên dễ bị tổn thương lớp biểu bì và bị chảy ngọn. Ngoài ra, nếu không thật sự cần thiết thì bạn cũng nên hạn chế chải sấy tóc quá thường xuyên, làm ảnh hưởng đến độ bền màu của màu tóc nhuộm. 4. Dặm lại phần tóc mới mọc để màu tóc được bền màu hơn. Với những bạn chọn gam màu nổi bật như là vàng, nâu sáng, đỏ cho tóc thì nên chú ý phần gốc tóc mọc ra khoảng 2 hoặc là 3 tháng sau khi nhuộm. Nếu sự khác biệt hai màu rõ rệt thì nên dặm lại màu cho phần chân tóc. Còn nếu không dặm lại màu cho phần gốc thì mái tóc của bạn sẽ mất đi vẻ thẩm mỹ, dễ gây phản cảm với người đối diện. Khi chọn màu nhuộm cho tóc của mình thì bạn nên nhớ điều này để chọn lựa gam màu dặm gần giống với màu đã nhuộm. 5. Là sử dụng dưỡng chất thiên nhiên giúp bền màu tóc. Chăm sóc tóc nhuộm bằng các dưỡng chất thiên nhiên là cách tốt nhất để giúp tóc mau phục hồi. Các dưỡng chất có trong dầu dừa, dầu ô liu sẽ giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên cho tóc, phục hồi tóc hư tổn và giúp da đầu khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Đây cũng là những dưỡng chất chăm sóc tóc phổ biến và tiết kiệm được nhiều các bạn nữ áp dụng cho mái tóc nhuộm. Riêng nước cốt dừa và sữa sẽ giúp tóc bóng mượt. Còn nếu muốn mái tóc nhuộm trở nên sáng bóng và mềm mượt thì bạn chỉ cần trộn 1/2 chén nước cốt chanh với 2 thìa mật ong và 3-4 cốc nước ấm, thoa đều hỗn hợp lên tóc và gội lại tóc sau 1 giờ. Ngoài ra, tùy từng loại tóc nhuộm mà bạn có biện pháp chăm sóc tóc cho phù hợp. Để mái tóc có màu đậm, bền đẹp và bóng mượt hơn thì trước khi gội đầu, bạn trộn dâu tây với dung dịch hydrogen peroxide trong vòng 15-20 giây, thoa đều lên tóc, xả nước và gội đầu bình thường. Còn đối với tóc có màu sáng thì bạn nên sử dụng nước lá hương thảo dưỡng tóc. Riêng tóc màu tối thì trong nước xả cuối, bạn dùng cà phê nguyên chất để thoa lên tóc như một bước xả sẽ giúp tóc màu tóc bền đẹp, đẹp hơn. 6. Đắp mặt nạ nuôi dưỡng tóc nhuộm. Đối với việc chăm sóc tóc nói chung và chăm sóc tóc nhuộm nói riêng thì việc đắp mặt nạ là biện pháp không thể thiếu, giúp nuôi dưỡng tóc khỏe đẹp hơn rất nhiều. Các loại mặt nạ mà bạn có thể sử dụng để duy trì vẻ khỏe đẹp, sự bền màu cho tóc nhuộm bao gồm: Thứ nhất, đắp mặt nạ bằng dầu dừa. Dầu dừa từ lâu đã trở thành thần dược cho mái tóc khỏe đẹp mà cách thức thực hiện lại vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng dầu dừa thoa đều lên tóc, cách chân tóc 1cm rồi massage nhẹ nhàng trong 10 phút, để qua đêm rồi gội lại bằng dầu gội dành cho tóc nhuộm. Loại mặt nạ này có tác dụng giữ ẩm cho tóc cực kỳ tốt. Thứ hai là đắp mặt nạ bằng nước cốt chanh và mật ong. Trộn đều 5 thìa nước cốt chanh, 5 thìa mật ong với 1/2 chén nước ấm được bột hỗn hợp đồng nhất.
Dùng hỗn hợp này thoa đều lên tóc, kết hợp với massage nhẹ nhàng, rồi gội lại bằng nước lạnh, thực hiện một tuần một lần nha. Thứ ba là đắp mặt nạ bằng dâu tây cộng với dầu ô liu. Nghiền nát khoảng 5-6 trái dâu tây, rồi trộn đều với 3 thìa dầu ô liu. Sau đó thì dùng hỗn hợp này thoa đều lên tóc, sử dụng khăn ấm hoặc là mũ ni lông để ủ tóc trong vòng 30 phút, rồi gội lại bằng nước lạnh. Và dầu gội dành cho tóc nhuộm có tác dụng duy trì màu tóc cực kỳ tốt. 7. Dùng phương pháp dầu nóng, Hot Oil Treatment chăm sóc tóc nhuộm. Đây là phương pháp đặc biệt cần thiết với những bạn gái nhuộm tóc. Tuy nhiên, bạn chỉ cần thực hiện phương pháp này một lần mỗi tháng. Trên thị trường hiện tại thì đã có một số liệu pháp để chăm sóc bằng dầu tự nhiên mà bạn có thể mua. Nhưng mà bạn cũng có thể tự làm loại thuốc này bằng cách trộn dầu ô liu và dầu almond ngọt. Bạn sẽ cần phải chờ đợi cho dầu ngấm vào tóc trước khi gội sạch. 8. Là dầu gội đầu dành riêng cho tóc nhuộm. Các loại dầu gội dành riêng cho tóc nhuộm sẽ chứa những công thức phù hợp, vừa bảo vệ tóc ít bị sơ và trẻ ngọn, vừa giúp giữ màu tóc lâu hơn. Các nhãn hiệu cao cấp như là L'Oreal, Schwarzkopf hay là thông thường như Sunsilk, Dove đều có những loại dầu gội và dầu xả dành riêng cho tóc nhuộm. 9. Gội cả chân tóc. Nếu tóc bạn dài thì việc bỏ qua vài inch chân tóc khi gội đầu là điều thường thấy. Hay xoa dầu gội lên da đầu nhưng không gãi mà chỉ rửa nhẹ qua bằng nước sạch. Và khi dùng đến chất dưỡng thì nên tập trung nhiều vào phần chân tóc. 10. Sử dụng dầu gội và dầu dưỡng có màu nhuộm nhẹ. Một vài nhãn hàng dầu gội hay là dầu xả thì có chứa công thức đặc biệt để giữ màu nhuộm của tóc luôn sáng bóng. Bạn có thể đến các trung tâm thẩm mỹ hoặc là có thể tự chăm sóc tại nhà. Ủ kem dưỡng tóc lâu hơn để giúp màu thấm vào tóc. Mặc dù có thể không đem lại một màu nhuộm như ban đầu, nhưng nó có thể giúp làm mềm phần tóc đã nhuộm và mới mọc. Các cách đắp mặt nạ cho tóc nhuộm được giữ lâu. Mái tóc nhuộm không còn quá xa lạ với vẻ đẹp bởi màu sắc phong phú cũng như vẻ đẹp thời trang mà nó mang lại cho mái tóc của chúng ta. Dần dà cùng với thời gian thì người ta thấy yêu những mái tóc màu sắc bắt mắt như là nâu cà phê thanh lịch hay là màu đỏ như rượu vang chát sành điệu, hơn là một mái tóc đen đơn điệu. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ cho mái tóc đó được bền màu lâu nhất có thể cũng được các chị em quan tâm khá nhiều, bởi một mái tóc nhuộm màu thường chỉ có tuổi thọ trung bình là 1 năm. Nhưng bất cứ vấn đề nào cũng có cách tháo gỡ. Nếu bạn đã từng sử dụng những loại mặt nạ tự chế cho tóc khô, tóc dầu, thì hôm nay Blog New sẽ giới thiệu cho bạn những loại mặt nạ tự chế cho mái tóc nhuộm bền màu hơn. Không những được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên nên không gây kích ứng khi sử dụng, mà loại mặt nạ này còn tiết kiệm cho bạn khá thời gian, thay vì ngồi hàng giờ ngoài các tiệm làm tóc đấy nhá. 1. Mặt nạ sữa chua kết hợp với trứng và mayonnaise. Trong sữa chua chứa nhiều dưỡng chất và vitamin có lợi cho sức khỏe của mái tóc. Các dưỡng chất như kẽm, vitamin B1, B2, B6 và B12 có tác dụng nuôi dưỡng da đầu và chân tóc, giúp tóc phát triển khỏe mạnh, bóng mượt và không bị trẻ ngọn. Bên cạnh đó, các thành phần trong mayonnaise và trứng gà cũng cung cấp độ ẩm và sức khỏe cho mái tóc, giữ màu lâu hơn bình thường. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1/2 lòng trắng trứng, 1/2 sữa chua, 1 chén mayonnaise. Trộn đều tất cả hỗn hợp trên thật nhuyễn rồi để trong vòng 2 phút, gội đầu sạch và bôi kem ủ vừa chế lên đầu. Massage nhẹ nhàng cho hỗn hợp ngấm vào tóc và da đầu, rồi dùng khăn quấn ủ lại tóc trong vòng 30 phút. Sau đó thì xả lại với nước ấm thật sạch. Không dùng máy sấy để sấy tóc ngay sau khi ủ, chỉ sấy qua. Tóc còn ẩm sẽ khiến dưỡng chất ngấm vào tóc nhiều hơn. 2. Là mặt nạ cho tóc sáng màu như là nâu, hạt dẻ, vàng. Thường xuyên sử dụng hương thảo sẽ kích thích các nang tóc mọc lại và tăng lưu thông máu trên da đầu, giúp cải thiện tình trạng da đầu và giúp tóc mọc dày hơn. Đặc biệt, các thành phần của lá cây hương thảo như là tinh dầu thảo mộc có tác dụng bảo vệ màu cho mái tóc của bạn lâu phai hơn. Sau mỗi lần sử dụng lá cây hương thảo như một loại kem ủ thì mái tóc bạn sẽ sáng bóng hơn. Nguyên liệu chuẩn bị là lá hương thảo. Cách thực hiện: đun sôi lá hương thảo với nước sôi để lấy nước cô đặc. Sau đó thoa nước này lên tóc mỗi khi gội đầu để tóc bền màu sáng đẹp hơn. 3. Là mặt nạ cho tóc nhuộm tối màu, đen, xanh đen hoặc là nâu đậm. Theo các chuyên gia chăm sóc tóc, trong thành phần của cà phê có chất chống oxy hóa và một số chất khác có tác dụng ngăn ngừa rụng tóc và làm cho mái tóc bóng khỏe hơn. Đặc biệt hơn, nó còn có tác dụng rất lớn trong việc giữ màu tóc, tóc nhuộm tối màu. Ở một số nơi thì người ta còn sử dụng cà phê như một loại thuốc nhuộm tóc nếu bạn muốn có màu tóc tối, ánh nâu hoặc là cacao. Nguyên liệu cần chuẩn bị là cà phê đen, không phải là cà phê gói. Cách thức thực hiện: trong bước gội cuối thì bạn thoa cà phê đen lên tóc như bước xả cuối, rồi sau đó thì xả sạch lại da đầu với nước. Với 10 tips giữ màu tóc nhuộm
mà Blog New vừa giới thiệu bên trên thì chỉ cần bạn thực hiện 6 đến 7 tip thôi thì mái tóc nhuộm của bạn sẽ được giữ màu bền lâu rồi. Chúc các bạn thành công! Các bạn thấy video hôm nay của Blog New như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.